Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Hôm nay mình sẽ cùng nấu bún riêu chay cho người ăn chay hay là mặn, cho gia đình hoặc là để khách, cho từng ngày hoặc là cho cuối tuần, đơn giản, thơm ngon. Nguyên liệu cho món này mình sẽ có 2 miếng đậu hũ, mỗi miếng là 450g, 60g đậu hũ kỳ ống, đây là loại khô, 300g nấm, tùy theo cô bác anh chị em mình thích nấm gì cũng được. Mình khuyên nấu nấm linh chi với lại nấm đùi gà. 300g hành bơ rô, tức là tỏi tây, với lại 300g hành tây, mình khuyên nấu cho ra nước ngọt. 600g cà chua, rồi 400g thơm, tức là dứa hay là khóm. Ăn kèm mình sẽ có giá rau thơm các loại, hoặc là bắp chuối bào, rau muống chẻ. Ở đây không có, thành thử mình khuyên nấu với lại cần tây, chút nữa mình sẽ bào ra. Nếu không thích làm từ đậu hũ thì mình có thể làm từ đậu nành. Cô bác anh chị em mình nhìn lên góc phải màn hình video mình khuyên đã chia sẻ lúc trước. Hôm nay mình sẽ nấu từ 8 cho đến 10 tô. Củ hành tây sẽ giúp cho nước dùng trong, ngọt nước và thơm nữa. Hành tây này mình có thể xay nhuyễn ra hoặc là cho vô lò nướng cũng được luôn. Cho trên chảo mình áp trong nồi cũng được nữa. Nếu như có nồi chiên không dầu thì mình để 200 độ C, tức là 392 độ F, 10 phút. Mình sẽ nấu 3 lít rưỡi nước. Hành vừa nướng xong, cho từ lúc nước lạnh để cho nó ra nước ngọt. Thơm nó có cái vị chua chua ngọt ngọt. Vị chua là nó hợp với lại bún riêu, còn vị ngọt giúp cho cái nước dùng nó thanh ngọt. Và nếu không có thơm thì mình cũng có thể cho me, xong rồi thêm củ sắn, tức là củ đậu đó. Củ cây trắng cũng được nữa, miễn sao là cho cái nước nó ngọt. Mình cắt nhỏ về để chút mình xào đó, cho nó ra cái nước ngọt, đồng thời là nó lên màu đẹp. Cắt mấy câu, 3 trái thôi cũng được, và để riêng ra. Hành bơ rô thì mình lấy 1 phút, mình cắt ra để nấu nước ngọt luôn. Còn 1 phút này thì mình sẽ cắt nhỏ ra để làm hành phi. Ớt cắt lát để chút mình ăn kèm. Ở bên Việt Nam là sẽ nấu với nấm rơm. Ở đây không có, do đó mình nấu với lại nấm đùi gà. Nếu mà lớn thì cắt ra nhỏ nhỏ giống vậy nè, là mình khuyên để nguyên luôn. Tàu hũ kỳ này mình sẽ bẻ khúc ra vừa ăn. Đậu hũ có thể tự làm hoặc là mua. Video chia sẻ cách làm mình khuyên để ở đây, cô bác anh chị nhìn lên để mình làm đậu hũ. Tự làm tại nhà cũng dễ lắm. Rồi cái mình lót đậu lên miếng giấy, tùy theo mình thích ăn lớn hay nhỏ thì sẽ cắt ra. Cái này là 450g để mình làm cái đậu chiên. Từng miếng nhỏ nhỏ như nè, mình để lên miếng giấy cho nó hút nước, để lúc mình chiên nó không có bị văng dầu. Còn lại một miếng đậu mình cho ra tô, sau đó lấy tay mình bóp cho thiệt là nhuyễn ra luôn, để chút nữa mình làm riêu. Nếu mà ở nơi có bán đậu hũ á, thì mình mua ốc đậu, tức là người ta làm đậu hũ nổi lên xong á, sau đó người ta vớt ra, thay vì cho vô khuôn thì người ta bán luôn cho mình, cái đó gọi là ốc đậu. Bột nêm chay hay còn gọi là hạt nêm nấm, một muỗng cà phê đầy. Cái này 1/2 muỗng cà phê đường, một chút tiêu xay, 1 muỗng cà phê tương bần. Nên chị và các bạn không có tương bần thì bỏ qua. Tương bần này là mình mua ở tiệm tạp hóa hoặc là trong tiệm Á Châu, người ta gọi là tương nếp bần. Cái này 1 muỗng cà phê cái nước chao, và 1 miếng cái nước chao luôn, à 1 miếng chao. Rồi trộn đều lại,
để cho nó có màu đẹp, mình cho vào đây 2 muỗng cà phê dầu màu điều. Dầu màu điều tức là hạt điều mình thắn ra. Rồi cái mình trộn cho thiệt là đều lại. Muốn cho riêu có màu nâu giống như là cua thì có thể xay nấm, mình xay nhuyễn ra luôn. Mình cho vào đây thì nó sẽ giống y chang như là riêu cua vậy đó. Tiếp theo mình cho dầu để chiên đậu hũ. Cho hơi nhiều để cho đậu hũ không có bị hút dầu. Và cho 1 muỗng cà phê tinh bột bắp hoặc là bột mì hoặc là bột năng. Và mình đánh ra để giúp cho đậu hũ khi chiên không có bị tăng dầu. Trong đây mình cũng chậm 3 ngón tay cho 1 chút xíu xíu muối cho đậu hũ có vị. Rồi lần lượt cho đậu vô chiên. Cô bác anh chị chiên cho đến khi nào nhìn thấy nó nâu vàng. Rồi mình vớt ra, rũ hết dầu xong mình cho ra tô. Tiếp theo mình cho hết đậu hũ kỳ hay là tàu hũ kỳ. Cái này nó văng lắm sau khi cho vô. Anh chị và các bạn tắt liền nha. Mình sẽ thấy nó phồng như vậy nè. Và mình vớt ra luôn. Xong mình sẽ cho cái đậu hũ kia chiên vô đây để nấu luôn. Tiếp tục để lửa nhỏ. Dầu mình sẽ đổ bớt ra. Chỉ chừa khoảng 1 hoặc là tối đa là 2 muỗng canh. Mình cho hành bơ rô. Chừa cái này lại. Rồi mình thêm thơm, chờ cho nó lên nâu luôn. Nhớ để lửa lớn. Khi hành nâu rồi, lúc này mình mới cho cà chua. Để cho lên màu đẹp hơn thì mình cho 1 muỗng cà phê dầu màu điều. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột nêm. Rồi mình xào cho nó thấm gia vị lên. Sau khi mình xào cà này mềm rồi, chị và các bạn để nó qua một bên. Mình cho cái cà cắt miếng cho vô luôn và cho một bên thôi. Mình đảo cái cà cắt miếng này trong vòng khoảng 2 phút. Xong mình tắt lửa. Rồi mình sẽ cho hết cái cà này vô nồi, chừa cái cà này lại. Cà này chút nữa mình cho vô sau, khi nào mà gần ăn á thì mình cho vô để như vậy nó không có bị nát. Mình hầm cho nó lên nước ngọt, đồng thời là nó có màu đẹp. Nhớ chừa cái này lại cho ra tô. Tiếp theo mình cho 1 muỗng canh dầu ăn. Xong mình cho 2 muỗng canh hành ba rô bằm nhuyễn để mình xào nấm. Rồi mình cũng chờ cho đến khi hành ba rô nó nâu lên. Như vậy rồi mình mới cho nấm vô xào. Và cũng nhớ xào ở lên lớn luôn. 1 muỗng canh tương bần, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột nêm. Sau đó mình tắt lửa rồi cho vô nồi luôn. Lúc này cô bác anh chị có thể vớt cái củ hành ra cũng được, hoặc là mình để cho nó ngọt nước, nhưng mà đừng để lâu quá là nó sẽ bị nát ra đó. Mình có trong đây là 2 muỗng cà phê nước chao cộng với lại 1 miếng chao nhỏ, 1 muỗng canh tương bần, nửa muỗng canh đường phèn và nửa muỗng canh muối với 1 muỗng cà phê bột nêm. Nếu như nhà có ăn bột ngọt thì cô bác anh chị cho một chút xíu. Thường là các món súp mình nên cho một chút.
Rồi nêm luôn. Nấu một nồi nước sôi để mình trụng bún. Lúc này mình mới cho hết đậu hũ. Cà chua lát mình chừa lại khi nào ăn thì mới cho vô. Riêu có thể cho thẳng vô nồi hoặc là xào qua. Thường là mình khuyên hay xào để mình cho cái dầu màu điều cho nó đẹp và thơm. Một muỗng cà phê dầu điều với lại một muỗng cà phê dầu ăn. Hai muỗng canh hành bơ rô bằm, còn lại mình cho hết vô luôn. Rồi cũng chờ cho nâu vàng. Cho hết đậu hũ vô luôn. Mình xào lên ở lửa trung bình thôi. Mình cho khoảng 100ml cái nước ở trong nồi. Tiếp tục mình xào. Cô bác anh chị thấy nó mềm hẳn ra luôn á, thì lúc này mình tắt bếp. Xong cho ra dĩa là mình chờ chút xíu nữa. Chúng nó nguội á là nó sẽ đóng lại giống y chang như riêu cua. Thời gian trụng bún sẽ tùy thuộc theo cọng bún lớn hay nhỏ. Mình cho vô khi nước sôi. Trong nước này mình nên cho một muỗng canh muối, vừa giúp bún dai để có cái vị. Cái nồi của mình là 2 lít rưỡi nước. Cho vô xong, anh chị và các bạn nhớ tắt bếp rồi đậy nắp lại, chờ cho đến khi nó mềm. Bào xong mình cho vô trong nước lạnh mình ngâm, cần tây nó. Sau khi kiểm tra thấy mềm, đổ ra rổ rồi mình rửa nước lạnh. Rửa cho đến khi nào thấy nước trong. Hoặc cũng có thể tự làm bún như là video mình khuyên chia sẻ ở đây. Cho hôm nay mình khuyên hết bột rồi, thành thử ra không có làm được đó. Vớt bỏ hành ra hết luôn. Sau đó mình cho cà chua, riêu chia phần ra. Và nhớ để lửa nhỏ để cho nó đóng bánh lại đó. Nếu mình để lửa lớn là nó dễ rã lắm. Mình nấu một nồi nước sôi khoảng 1 lít để mình trộn bún với lại rau. Trong đây mình cho nửa muỗng cà phê muối. Mình trộn cho nó nóng bún nè. Cái tô mình cũng trộn qua luôn. Vũ cho ra hết nước rồi mình mới cho vô tô. Giá với lại rau muống bào mình cũng trộn nhanh qua luôn. Cái món này mình ăn giá với rau muống bào á, nó giòn giòn mới ngon. Và ăn nhiều rau. Bún của mình nó ngon lắm. Đãi khách là rất thích. Cho cuối tuần hoặc là thường ngày. Ăn như vậy thanh đạm. Khi ăn đừng quên cho xà lách, rau thơm. Ngon ghê chưa? Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị nấu ngon cùng ăn ngon và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình khuyên biết cảm nhận về món này. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Khi ăn thì có thể cho thêm ớt lại chanh nữa. Món ngon cho cuối tuần, cho thường ngày hoặc là món ngon để khách.